chào tất cả mọi người. Đây là con cóc thần tài. Con cóc thần tài, nó được tạc bằng cái khối gỗ cực kỳ to. Đây con cóc thần tài nhé, cực kỳ đẹp này. Đó, phía dưới là hình mấy cái hình thỏi vàng. Có cả cóc nhỏ và cóc to. Cóc to ở đây và cóc nhỏ bên này. Hai bên có hai con cóc nhỏ và một quả cầu ở đây. Cóc thần tài này còn gọi là thiêm thư. Nó được chạm khắc cực kỳ tinh xảo nhé. Đố mọi người biết cái con cóc này là bao nhiêu tiền. Nhìn thấy không? Cả trước cả sau này. Đó, nó có những cái nốt vân vân như tổ ong ấy. Sần chui. Có lẽ là nhiều người chưa đoán được giá con cóc này, con cóc thần tài này. Và theo như lúc nãy mình hỏi cái anh bán ở đây ấy, thì con cóc này là có giá 6-5 triệu. Cóc thần tài này có giá 6-5 triệu. Đây là thỏi vàng, ở giữa hai cái mắt của nó là có hai viên ngọc. Anh ơi, anh cho em hỏi cóc này làm bằng gỗ gì anh? Gỗ lưu hương. Gỗ lưu hương này là bao nhiêu tiền một khối anh, bình thường á? Cái này tính theo cân này. Tính theo cân. Bao nhiêu anh? 500.000 một cân. Mà con này là chắc phải cả tấn ấy. Này của em là suýt 3 tấn. Suýt 3 tấn. Cho em hỏi anh tên gì anh? Anh ở quê ở đâu? Anh ở Hưng Yên à? Mỹ Hào em biết. Làng nghề đồ gỗ Mỹ Hào Hưng Yên. Dạ. Con này là anh bán giá 65 triệu. Công làm ra 65 triệu rồi. Gỗ này có hiếm không anh? Siêu hiếm. Gọi là gì nhỉ? Lưu hương, gỗ lưu hương. Gỗ lưu hương. Ghê thật, con này 65 triệu nhá. 65 triệu đấy, anh bán ở hội chợ đấy khi nào anh... 19 tháng 12 âm lịch. Tại gần ngay hội chợ. Hội chợ quảng trường thành phố Vinh. Dạ, quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Vinh. Còn cái tấm bên này là bao nhiêu tiền anh? 95 triệu. Gỗ cẩm lai 95 triệu. Cái tấm này, đây là nguyên khối đấy. Gỗ cẩm lai Campuchia đúng không? À, dày ghê. Này nhìn cái găng tay của mình như này. Nó phải dày nó khoảng 20cm đúng không anh? Dày 20, rộng 1m75, dài 3m03. Dày 20, rộng 1m75. Rộng 1m75, dài 3m03. Ở trong này rất nhiều đồ gỗ. Có cả cặp đại bàng. Đồ gỗ phong thủy đấy. Đặc biệt là con thiềm thư này là 600 triệu. Ok, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Đừng quên like, comment, share để mình có động lực quay thêm nhiều video nữa.